Chào anh em, hôm nay mình đưa em Dũng Cá sang vườn của em Tuấn Anh để chơi, ngắm cây. Lúc đấy là ngắm bên vườn mình, rồi đưa sang bên em Tuấn Anh chơi. Xong lát nữa mấy anh em lại đi chơi tiếp. Chào tất cả anh em nhé. Đấy, con đấy làm từ cái cành ấy. Không quan trọng chất liệu là cái gì, Ừ. quan trọng là sản phẩm là cái gì. Nó giống như một bức tranh mà em, bức tranh đấy nhưng mà chất liệu của nó chỉ là cái tí mực với cả tờ giấy chứ nó là cái gì đâu. Gọi nó giống như bức tranh mà em, bức tranh nó cũng chỉ là từ mực với cả giấy thôi, nhưng mà vẽ thành tác phẩm rồi thì lúc đấy tính tiền mực với giấy á. Nghệ thuật đó là thế mà. Do bàn tay của mình thôi, chứ còn Còn nếu như tính chất liệu, chẳng nhẽ giờ cứ mua vàng và kim cương đắp lại thành nghệ thuật à? Không phải đúng không? Đúng rồi. Nghệ thuật nó cho tất cả mọi người, nó dân dã thôi. Thế còn sau này do mọi người chơi, người ta cứ đẩy nó giá nó lên đấy chứ. Chứ bản chất thì nó cũng bình thường đấy mà. Có phải cái gì ghê gớm đâu. Nhưng tại sao là trong cái nghệ thuật và tính nhân văn nó rất cao, nó vẫn đánh giá con người vẫn là cao nhất. Như kiểu làm kinh tế này, sản phẩm, giá trị sản phẩm thì không thay đổi mà thay đổi bằng cái sức lao động của con người ấy nhỉ? Đúng rồi, con người mới là chủ thể chứ, cái tư duy con người nó thể hiện trên cái tác phẩm nghệ thuật thì đấy mới là cái giá trị, chứ không phải là ông tính tiền đá, tính tiền cây, tính tiền chậu, ông cộng vào ông cộng thêm một tí nữa để ông mua không đấy thì có mà chết à. Mà giá trị đá với cây đâu thay đổi đâu đúng không anh? Đúng rồi, nó ỵ thị lỵ Không, đấy. cây thì có thay đổi vì cây nó có phát triển. Cây Nhưng đá thì không thay đổi. phải tính là cây phôi, cây phôi thì trước sau là có thế đấy. Dưới kìa. À, con chụp con này kìa. Con chưa thấy em biết rồi. Nhìn trên video thì thấy nó cũng không kỹ lắm đâu. Ừ. Vì là nó Anh rất là lạ là bây giờ nhiều người chơi cây cứ nhìn bằng hình ảnh, thậm chí là hỏi mua qua hình ảnh. Trong khi đó là bây giờ phải bán qua hình ảnh đắt hơn là bán bán qua hình ảnh đã bán ở ngoài. Trong cái đó là họ lại không như cái lớp của anh ngày xưa, thấy cây đẹp là phải chạy đi xem ở nơi. Nhưng ở đây mặt bên ngoài thì sao? Đúng luôn. Đâu vẫn đang làm dưới này, hòm hòm này. Ngoài Rất nhiều người là cứ nhìn cây qua hình trong đầu nhận xét một phán đoán ấy, chết đấy. nhìn ngoài mới thấy là không kỹ. Cái này thì có ảnh sao mà thể hiện hết được. Đây này, đúng không? Phát Đợt cáp sau đây mình mà. nhìn mình bên ngoài mới nhìn thấy hết được chứ. Đấy, con này chính là con mà anh bác sang bên cổ của con sái bảo Tuấn Anh bác sang đấy. Và lúc đấy Nhưng là mà nhìn có vẻ cái chậu này không phải chậu. Chậu á? Chậu cái đấy là của gia chủ. Đấy, tham gia. Tùy nữa. Những người sở thích. Cái chậu đấy thì có thể đúng là nó chưa hợp nếu mà xét theo tiêu chí quan sát, ví dụ nếu mình xem có hợp hay không phải theo điều kiện gia chủ thì họ chưa có thể ra, hoặc là có thể là họ chưa tìm một cái chậu hợp lý. Thế là mua chậu nó khó, đâu có phải là cầm tiền ra chậu mua là được luôn luôn đâu. Chậu duyên với cây, chậu của cái cây là cái bước chơi gần được cuối cùng khó phết. Nhiều lúc tụi anh chơi cũng phải đi mua chậu trước ấy. Nhưng mà nhiều lúc mình gặp không hợp ấy thì mua ở cả trên đây có nhận được xin được có đúng. Xuống cái nhà bỏ Tuấn Anh với chị không em cho nó được. Ngày chủ nhật anh em đã hẹn nhau đi mua đôn mua chậu, ai có cả Dũng Cá. Thế mà ông ấy cho anh em bom anh em đến giờ phút này mới chịu có mặt.
Đi mua đôn chậu người ta đã gọi là đi chọn đồ đẹp cho rồi, lại còn bắt anh em chờ. Mày không phải bênh anh mày. Tóm lại bây giờ là bù đắp lỗi lầm ngay, đưa đi ăn nhà hàng nha lên. Con anh thi chứ anh có thi đâu mà họp cái gì mà họp. Chắc cô giáo xinh quá đi, lại cứ ngồi ngắm cô giáo. Anh khai thật đấy, có phải là cô giáo xinh quá anh cứ ngồi ngắm cô giáo đúng không? Đâu đi họp với cô giáo. Bác chưa bảo là tôi là bố nữa. Ông này ông toàn ngắm cô giáo chứ không họp đéo. Tuấn Anh cười cô giáo chưa? Ôi trời ơi. Còn lâu lắm anh ơi. Mày chó là yêu ấy mà còn lâu. Anh em tôi bắt đầu đi lên đường đi mua đôn chậu nha cả nhà nhá. Địa chỉ đầu tiên xem nào. Sang Gia Lâm đây. Tùng Lâm Viên. Ờ, sang được Tùng Lâm Viên đây. Nhặt đồ. Ờ, anh em đã đến địa điểm để đi mua đôn chậu. Đó. Bây giờ là đi tìm chậu đôn. Chọn chậu đôn. Đây vườn này vườn anh được với Tùng Lâm Viên. Sư bố học Tuấn Anh bảo nó cầm máy quay nó đi chơi tót đi rồi. Bây giờ chuyện toàn diện xong nhỉ anh nhỉ? Bác này đôn chậu bác ấy mua rất là nhiều lựa chọn. Đôn mà vào gian trong của anh ạ. Không cái màu đấy nó cũng đẹp đấy em ạ. Màu đấy đẹp đấy. Màu này màu cũ đấy em ạ. Màu vàng. Men dài này. Cũ này. Cái này nó hàng đẹp nét. Chắc chỉ có một cái. À, cầm máy quay đi, cầm đừng rung tay nhé. Ok. Quay khoảng 10 phút đấy. Nhà bác Tùng Lâm Viên thì chậu thì gọi là thôi rồi. Nó hơi bị ngực này. Anh Trương chọn được đôn nha anh Trương. Ủa anh Trương đâu rồi? Ok anh. Cái khế sai quả kết nhỉ. Thứ ba. Chậu. Tha hồ chậu. Nhưng mà chọn được cái ưng thì cũng không dễ.
Hello chị gái. Anh Trương ơi. Này. Cái gì? Cái đôn. Đôn nào? Đôn đấy à? Ừ. Trông nhìn ngoài to nhỉ. Ừ. Đấy. Cái đôn đấy. Úi dồi ôi, nắng to thế mà chị gái áo lông trông ấm áp quá. Ừ, cái đấy cũng hay đấy. Độc đinh một cái thì ngon nhỉ. Chị ơi, cái mẫu này có hàng lành không chị? Có một đôi không? Màu xanh ngọc chứ không phải xanh bí. Ừ thì xanh nào cũng được, cho chị em xem. Ở trên đầu vườn ấy. Đầu vườn à? Em xem đi. Thế chị ơi, cái đôn như này này có một cặp không chị? Hay là chỉ có một chiếc? Chỉ có một chiếc. Cái một chiếc đấy lấy bên vâng. Nước nữa là sao? Đấy, thì cái chiếc đấy em thích. Mày hỏi chị đi, giá bao nhiêu? Chị ơi, cái đôn đấy thì giá bao nhiêu ạ? À? Cái đôn to hoa sen này này chị. Cái đó 6 triệu. 6 triệu một chiếc. Được đấy. 6 củ. Cái đấy chỉ còn một chiếc thôi hả chị gái? Còn đây, cái tròn của anh Hà mà nhớ. Tròn nào anh nhỉ? Tròn của anh Hà ấy. Đôn tròn. Ờ. Con đấy sau này vào chỗ này này. À. Làm sao? Rồi. Hình dung ra không? Tròn. Chưa? Tròn. Đấy, con đấy để dành năm sau. Chuẩn chưa? Ngon. Thế ta biết là rồi. Có chậu cho em nó rồi. Nó là xanh ngọc mà anh. Đây nhá, cái chậu đến đây này. Chậu đến đây này. Đây, cái chậu này trước bọn em mua đây. Đây, chính là chậu này. Nhưng mà chỉ có một chiếc. Thế mới buồn. Cái cặp ống này thì bao nhiêu hả chị? Cặp ống ở trên này này. Đây ạ. Đây cơ mà. Đây. Cái này ạ. Cái ống này, ống mới cơ, không phải cũ. Ở hàng tàu 2 triệu hàng mới mà. Đây, hai cái này là hàng mới mà chị. Thôi được rồi, cũ hay mới thì giá nó là bao nhiêu một cái ạ? Vâng, thì chị hỏi xem cái cặp ống mới này xem nào. Ở nhà em có một cặp như em mà. Thế đây em mua thêm để em kê làm đôn. Em kê mấy cái chậu nhỏ nhỏ vuông vuông như cái chậu này này. Đấy em kê lên trên. Đấy em kê thẳng lên cái chậu kia em mua thêm làm đôn mà. Quay cho. 10 sao Tuấn anh Tuấn muốn tìm cái gì em, em thấy cái cặp ống ấy kìa. Hàng này trước ống em có rồi. Ừ, thì em muốn thêm hai cái nữa về làm. Chị ơi xem em có đôi ống kia bao nhiêu tiền? Đấy, thì em bảo chị hỏi. Thì anh bảo cái ống như thế mà đặt cái chậu xanh này lên thì có phải là đẹp không? Em chưa có cái này này. Đấy, ngày trước anh em mình mua hụt cái này này. Em mua cái này đẹp này. Đấy chị hỏi cái chị. Ống đấy bằng tiền cái giá cho. Là bao tiền ạ? Cái đấy là 3 triệu rưỡi một cái hay 4 triệu một cái thì không nhớ giá, còn chuẩn chú hỏi chú đấy bảo là mua làm đô làm gì cho phí tiền nữa. Vâng, chị cứ hỏi của em đi. 3 triệu rưỡi 4 triệu. Tiền nó đang nhiều, đang muốn giải ngân. Đang ừ thế.
Thế anh em mình cứ chọn hết một loạt xong rồi hỏi đằng nào một công. Cái này 3,5 triệu đúng không chị? Ok, xong. Cái kia trên này cũng 3,5 triệu một chiếc. Ok. Khoảng đấy, rồi ok. Rồi ghi nhớ, đã nó bắt đầu xem tiếp. Ngờ mấy cu em nhìn em biết mà. Đeo sai của anh Trương rồi. Đấy, tìm đôn chậu khó phết đấy chứ. Xem trong này em có cái gì mà sót lại không? Lướt hết rồi à? Rồi để em vào em xem nào. Thôi khả năng anh em mình sang anh Dũng anh cô bác đi. Ở đây toàn hàng mà đại tướng này. Không có thật anh ạ. Để em xem cây cối đã.